Đó, chờ lên đi. Từ từ trong tay á. Rồi hôm nay xe bò đây của cầu xét giao đi công tâm nha. Rồi vậy xong với gì đều rộng á, không chặt đâu. Rồi cảm ơn anh Bảy nha, ủng hộ con như xe bò nha, chúc anh lên đường thượng lộ bình an, chăn nuôi mau lớn.